có về hai bộ 50 dành 67 rồi con. Giờ mini là vô tư luôn ha, chưa trừ rửa nha. Thôi 50 nè. Được không? Ờ. Bánh bông này được ha. Đây, con này đẹp nè. Chưa trừ rửa mà đẹp thấy ghê không? Thôi 50 đó, đẹp ha. Chắc không? Chưa trừ rửa các bà con. Con này chưa chảy luôn nè, cho nó đẹp nè. Thôi không? Thôi 50. Quá đẹp. Con mấy con này rất đẹp lắm đó con. Chưa chừa rửa luôn nè. Hơi 50 nha. Nó vô bụng mà đem mông là cũng thấy là biết xài. Hơi 50 TD TD ZT ZT D6. Con hai luôn nè, chưa không té kém nào đâu nè. Chưa chừa rửa luôn nha. Được không? Cái này là TD 502 luôn rồi. Bánh bông đầy đủ mà. Nó đẹp. Cái bộ này là nhức nách rồi. Con về xếp gãy ruộng mini rồi ha. Này chưa chùi rửa nha. 50 là 5 rửa nha. Đẹp ghê không? Trong còn trắng tươi nè con, ít xài. Quá đẹp. Hai bộ nha. Sứ gãy sứ ruộng là vô tư. Đặc biệt cái đời TD ZTD6 nó thể quay tròn tròn được nè. Nghe bà con đi ngược đi xuôi cũng được chứ á. Nghe là quay cái đầu này càng lại nè. Quay càng vòng tròn được luôn nè. Nó dở lên quay càng vòng tròn lại luôn nè. Nghe cái đời nó vậy. À TD. Ờ 6 ờ 50. Con này là chạy ghiền đúng không? Nó đẹp ghê không? Quá đẹp luôn bà con. Bà con là có nhu cầu lâu nghe con 88 635 7707. Con này cũng 5 6 số 6 số luôn nha, cũng căng lắm à. Rồi con là có nhu cầu lâu nghe con 88 635 7707. Hàng khá đường đủ đồ á, về chứ khó chùi rửa lên. Con là có nhu cầu alo 0886356707.